dịch COVID-19 đã khiến nhiều người dân, người lao động tại Hà Nội rơi vào tình cảnh khó khăn. Đặc biệt, với những người dân nghèo tại làng chài ven sông Hồng bình thường đã khó khăn, nay lại càng thêm thiếu thốn về nguồn lương thực, thực phẩm để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Ngày 16 tháng 9, 20 xuồng hơi thuộc đội xuồng hơi phản ứng nhanh PVC xuất phát từ bến đỏ Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chở 150 suất quà đến tận tay các hộ gia đình, người dân nghèo đang sinh sống tại làng chài này. Đây là hoạt động thiết thực của Thành đoàn Hà Nội chủ trì phối hợp câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam, PVC Club và sự hỗ trợ của đội cảnh sát giao thông đường thủy cùng với lực lượng địa phương. Các suất quà tặng bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh, bột nêm với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Đây là tấm lòng, sự đồng hành, sẻ chia của các đơn vị tới những người dân tại đây với mong muốn một miếng khi đói bằng một gói khi no trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tiền học lại rồi tiền ăn, tiền điện, tiền nước hàng ngày á, cái gì cũng phải mua, đâm ra nó khó khăn lắm, chồng đi làm cũng có tôm có cá đâu. Đại dịch bệnh như thế này cũng chẳng đi làm được. Trước thì đi học các con đến trường thì học, nhưng mà bây giờ học online này, những nhà người ta có điều kiện thì không sao, nhà em không có điều kiện nó học vất vả lắm, không có đủ những cái thiết bị để cho con học hàng ngày. Em cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm đến những người khó khăn như ở ngoài thuyền em cũng rất là vui vì cũng được nhà nước quan tâm đến và cho quà nữa ạ. Các bác hôm nay ra đây tặng quà cho xóm chài chúng tôi, cũng rất là cảm động, xin cảm ơn. Quá trình trao, nhận quà được đội tình nguyện thực hiện đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, đây cũng là đợt thăm, tặng quà thứ tư được đội xuồng hơi phản ứng nhanh tổ chức tại khu vực làng chài ven sông Hồng. Trước đó, Thành đoàn Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp đã chủ động triển khai các đợt thăm, tặng quà, động viên người dân đang sinh sống trên khắp các địa bàn thuộc thủ đô bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng giá trị lên tới gần 11 tỷ đồng.